Xin chào tất cả mọi người. Thì tiếp tục hôm nay mình có quay clip tiến độ dự án cao tốc Bắc Nam đoạn qua huyện Phú Hòa. Hiện tại mình đang có mặt ở tại xã Hồ Trị, Phú Hòa. Thì clip trước mình có quay tại xã Hồ Kiến, thành phố Tuy Hòa. Thì hôm nay mình quay tại Phú Hòa mọi người để thử tiến độ dự án những ngày cận Tết như thế nào. Đây là đường Hồ Trị mọi người. Bắt là quốc lộ A chạy lên hướng này khoảng 1,5 cây số. Xe dự án thì một số em móc vào đây mà không thấy hoạt động mọi người. Phía bên trong kia thì thi công cầm chân. Chạy đây không bác? Điểm giao qua xã Hồ Kiến, thành phố Tuy Hòa. Chờ thử thi công về đâu. Ở phần đoạn này thì những tháng trước mình quay thì cũng không có gì đoạn mới cả. Lực chúng mình quay thì tại xã Hồ Kiến, nhất là điểm giao với thành phố Tuy Hòa. Còn trường thì còn rất sôi nổi luôn. Đó là điểm chính mà giao thành phố Tuy Hòa mọi người. Chỗ này có thêm một số phần đất đá đổ vào dưới này. Ở hướng trong này một số nhà dân, việc đi lại sẽ rất khó khăn đây. Vị trí này là hệ thống có thoát nước, thi công xong. Này là hệ thống mương nước của cái loại của một số bà con tại đồng ruộng này. À, chỗ này thi công hệ thống bấm về cả phần đường mọi người. Chỗ này thì con về một cái mương nên thì con hai phần trụ cờ nhau. Thì con hệ thống đường cao tốc này cần phải tính đến hệ thống thoát nước, tại vì cứ mùa mưa hàng năm thì phần xã Hồ Trị còn bị ngập úng mọi người. Nên chắc kỹ sư đã thiết kế rất kỹ luôn, nghiên cứu hệ thống nước đường dẫn thì có ngọc lục xảy ra. Đường đất đá cát đổ tại vị trí này rất là nhiều luôn. Ở khu này có một số hộ dân ở chỗ này, rất là xe khu dân cư luôn. Hiện tại là buổi trưa giờ nghỉ rồi mà quan sát thì cũng thấy một số các xe thi công triển khai thi công mọi người. Đây là công trình trọng điểm quốc gia nên là các mũi tiến công thi công rất là chú trọng để đẩy nhanh tiến độ. Đây có phân cầu nữa. Hướng kia là núi Chập Chai, thành phố Tuy Hòa. Thì dưới là bốc lồng của em mọi người.
Khi mà có cao tốc này sẽ giảm tải quốc lộ 1A, vì quốc lộ 1A xe rất là nhiều luôn. Thứ hai nữa là đường rất là xấu, đặc biệt là về địa phận tỉnh Phú Yên. Wow, phía trước bên đây là điểm giao của thành phố Tuy Hòa với cao tốc Bắc Nam. Đại công trình luôn, rất là rộng luôn, chiếm rất là nhiều diện tích của đất ruộng bà con. Từ đây là hợp lý, tại vì sắp tới sẽ giao với xuống đường Nguyễn Hữu Thọ tại điểm Tháp Nghiêm Phong mọi người. Thứ hai nữa là phía dưới quốc lộ A sẽ là có khu đô thị phía đông quốc lộ A tới gần 400 hectare. Mở rộng phát triển phía tây của thành phố Tuy Hòa. Rất tuyệt vời luôn. Với tiến độ như thế này thì mình hy vọng dự án sẽ triển khai đúng tiến độ vào tháng 7/2025 sẽ hoàn thiện. Hy vọng là như vậy. Rồi, đúng rồi. Từ sớm giờ mình có quay tiến độ dự án cao tốc Bắc Nam đoạn qua huyện Phú Hòa. Mình đã quay qua xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa mọi người. Này, điểm giao với xã Hậu Kiến, thành phố Tuy Hòa. Thì clip của mình đã đầy hết. Rồi, chúc mọi người nó mới sức khỏe. Được rồi, mình sẽ hẹn mọi người clip sau. Rồi, chào tất cả mọi người nha. Bye bye.